Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hưng Cái hôm nay rất vui khi được quay trở lại với quý vị trong chương trình Khởi nghiệp cùng Hoài Sơn, chương trình do BPTV phối hợp với câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Bình Phước thực hiện với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng một thành viên Hoài Sơn. Và mến chào quý vị khán thính giả. Hục Anh hôm nay rất là vui khi được dẫn chương trình cùng với anh Hưng Cáp, một MC Hục Anh vô cùng là yêu thích luôn. Thục Anh thân mến, Thục Anh thấy có cái gì lạ không khi mà chúng ta xuất hiện trong một cái bối cảnh nó rất là đặc biệt như thế này? Hôm nay Thục Anh thấy ở đây có rất là nhiều loại cây đó, không biết là anh Hưng Cáp đang có cho Thục Anh một cái bật mí gì đó không ta? Chúng ta đang ở trong một cái vườn chuối rất là đẹp đúng không nào? Đúng rồi, xung quanh thấy rất là nhiều cây chuối luôn. Vậy là hôm nay có cái gì liên quan tới cây chuối hả? Đố cái đã. Thục Anh có thể liệt kê một số cái tác dụng của cây chuối trong cái đời sống xã hội nè. Chà, mới vô dẫn mà đã thách đố em rồi ha. Để em xem nè, cây chuối mà bây giờ mình kể từ đầu đến cuối luôn ha. Đến lá chuối là em thấy mọi người sẽ dùng để gói các loại bánh. Đúng rồi. Có loại bánh truyền thống của Việt Nam nè. Đúng rồi. Trái chuối để mình ăn có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho sức khỏe. Rất tốt cho sức khỏe và tốt cho làn da nữa. Trời ơi. Nhưng mà quý vị thân mến, có một cái công dụng rất là đặc biệt chưa có ai biết đến về cây chuối đâu. Thục Anh có bao giờ nghiên cứu đến vấn đề đó chưa? Trời ơi, chắc chắn là không ai biết thì chắc em cũng không biết rồi. Và bây giờ thì nếu mà Thục Anh ha, và tất cả quý vị muốn được biết thêm về một cái công dụng chưa ai biết đến về cây chuối thì ngày hôm nay cùng theo chân của ekip khởi nghiệp cùng Hoài Sơn ha, để chúng ta biết thêm được cái bí mật đó là gì. Đi nào. Từ một số nghiên cứu và tìm hiểu về công dụng của cây chuối, tính khả thi về việc tìm nguồn nguyên liệu gần gũi, dễ trồng tại tỉnh Bình Phước, anh Nguyễn Tấn Sang đã dựa trên sáng chế của cô Nguyễn Thị Ngoan là người hướng dẫn và tạo ra trà thảo mộc vườn nhà. Anh đã phát triển ý tưởng khởi nghiệp bằng dự án trà lá chuối, trà túi lọc và các sản phẩm từ cây chuối hữu cơ, tham dự cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp và đổi mới khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2022 do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước tổ chức. Dự án đã đạt giải nhất cuộc thi. Trong thời gian qua, anh Sang đã cùng với cô Nguyễn Thị Ngoan và các cộng sự của mình tìm hiểu, nghiên cứu phát triển tập trung cho hai dòng sản phẩm từ lá chuối là nước đóng chai và trà túi lọc sản xuất tại nhà theo hướng thủ công, giao khắp nơi, vẫn mang tên và hình ảnh trà thảo mộc vườn nhà để nghiên cứu và khảo sát thị trường cho tiềm năng sản phẩm. Sản phẩm là sự kết hợp giữa lá chuối và các loại thảo mộc như quế, cỏ ngọt, gừng, cam thảo. Kết quả cho sản phẩm đã được người tiêu dùng đánh giá tốt, đặc biệt là phụ nữ. Mình là một giáo viên yoga, mình cũng hướng đến một cái lối sống khỏe mạnh, thiên nhiên và tốt cho sức khỏe. Nói chung là tìm đến những cái phương pháp mà an toàn và có hỗ trợ được cho vấn đề sức khỏe. Thì đối với trà lá chuối nó cũng có một cái công dụng, đó là với những cái bạn muốn thanh lọc cơ thể, muốn giảm cân thì trà lá chuối rất là tuyệt vời. Nó là một trong những sản phẩm các bạn có thể chọn để dùng mỗi ngày. Uống cái trà thảo mộc túi lọc này á, ví dụ như mình có đi chơi hay đi đâu thì nó cũng tiện lợi, là giống như là mình mang đi theo nó rất là dễ. Từ thực tế chúng ta thấy khi phát triển sản phẩm nông nghiệp thì nguồn nguyên liệu là thứ thiết yếu đầu vào quan trọng, và cây chuối là loại cây rất dễ trồng và phát triển tại Bình Phước. Lúc đầu anh Nguyễn Tấn Sang và cộng sự vẫn hướng đến tiết kiệm và sử dụng tài chính phù hợp nhất bằng cách thu gom cây chuối từ xung quanh khu vực, và khi phát triển hơn nữa và trồng chuối theo hướng hữu cơ tại vườn nhà, thuê đất, nguồn giống cũng rất dễ tìm. Đây là điểm thuận lợi đầu tiên khi áp dụng. Giá thành sản phẩm sẽ nằm ở mức thấp nhất vì nguồn nguyên liệu thô dễ tìm, dễ trồng. Hơn hết, dự án anh Sang xây dựng cơ sở theo hướng làm chủ nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ. Việc sử dụng triệt để nguồn nguyên liệu là cây chuối sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng sẽ dễ dàng tiếp cận ở mọi đối tượng, tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ, vì tính chất của sản phẩm làm đẹp và giảm cân. Khi đưa sản phẩm ra thị trường, có ưu điểm rất lớn là hướng đến sức khỏe và sắc đẹp là một trong những xu hướng khởi nghiệp lợi thế của thế kỷ 21.
trong cái quan điểm xây dựng cái mô hình của mình, đó là lấy trọng tâm sự phát triển xây dựng là con người và môi trường theo hướng phát triển bền vững, gồm ba yếu tố chính, đó là kinh tế, xã hội và môi trường. Và từ những cái bước cụ thể đầu tiên nhất như là từ họp, từ phân bón hay là từ đất trồng, mình đều sử dụng theo hướng hữu cơ và tránh những cái phân bón hóa học, cũng như là mình sẽ tận dụng những cái giấy hoặc là những cái nhựa tái chế nhiều hơn. Trong khởi nghiệp, bản thân anh Nguyễn Tấn Sang còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về kinh doanh, nhưng anh đã phấn đấu tự học hỏi liên tục để phát triển được mô hình khởi nghiệp này lớn mạnh hơn trong tương lai. Đây là niềm tự hào, khát vọng rất lớn về việc góp phần tạo ra nhiều giá trị cho kinh tế, xã hội tại quê hương. Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ thì Hưng Cát và Thục Anh đang ngồi với hai nhân vật chính của khởi nghiệp cùng Hoài Sơn Lan kỳ này. Thục Anh thân mến, chúng ta nhìn thấy một cái đĩa nguyên liệu rất là đáng yêu, đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Thì Thục Anh thấy ở đây có rất là nhiều nguyên liệu khác nhau. Thì chị Nga Ngoan và bạn Sang có thể chia sẻ tới quý vị cách những cái bước cơ bản nhất để mình tạo ra cái sản phẩm của mình được không ạ? Cái bước cơ bản là nói tới trà thảo mộc thì... cái cơ bản nhất là phải là thảo mộc trong nhà, trong vườn nhà mà nó mang cái tính chất là sạch, sạch chứ an toàn cho sức khỏe, mà nó là phần lớn là nó sẽ mang đậm mùi vị của lá chuối. Đó, thì bản thân tôi ấy thì cũng lớn lên từ mảnh đất quê hương của Bình Phước, là cũng mang đến nền công nghiệp, nông nghiệp, rồi là cái cây chuối thì cảm thấy nó gần gũi với đời sống quá, rồi tìm hiểu trên mạng thì nó rất là có nhiều cái tác dụng đối với sức khỏe của con người. Và đặc biệt nó gần gũi với đời sống của nhân dân mình từ bao đời nay rồi. Đó, chính vì thế mà tôi mạnh dạn mới là đưa ra cái trà lá chuối. Thứ nhất là đây là vị trực tiếp, vị quan trọng nhất đây là lá chuối. Thì lá chuối này khi chúng ta, nhóm chúng tôi làm ra được rất là ba, trước mắt là ba sản phẩm. Đây là trà này, trà tươi này, cái này lá chuối tươi này. Thì chúng ta cũng pha giống như là trà xanh vậy thôi. Nhưng mà khi pha thì chúng ta muốn lấy cái vị nào cho nó ngon thì chúng ta lấy. Ví dụ chúng ta có thể pha thêm với lá giúp cá này. Bên này lá tí tô này, bên này lá ổi này, rồi cái này lá mận này, rồi cái này lá gừng này, rồi xả này. Đó, thì chúng ta thích cái vị nào thì chúng ta cho chung vào với cái lá chuối. Chúng ta pha giống như là chúng ta pha với cái trà xanh chúng ta uống vậy đó. Thì mình thấy rằng là cái trà thảo mộc thì rất là nhiều những người đã đầu tư và thậm chí là họ đã có cái thương hiệu, họ rất là thành công rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu với lá chuối là một cái loại chất liệu mà nó hơi lạ, nó quá lạ đi. Thì không biết là hai người có cảm thấy lo lắng không với cái sản phẩm mà mình ấp ủ để mình có thể thực hiện dự án? Thật sự là lúc đầu khi mà tiếp nhận và nghe được cái sản phẩm trà lá chuối từ cô Ngoan thì cảm thấy rất là bất ngờ và cũng thấy rất là vừa lạ nhưng mà vừa quen. Bởi vì cây chuối là mình thấy rất là dễ trồng. Thân thuộc. Thứ nhất là dễ trồng. Thứ hai là từ ngày xưa đến nay thì ông bà ta sử dụng lá chuối với rất là nhiều công dụng. Thì Sang và cô Ngoan đã lên tìm những cái nguồn báo cáo khoa học của thế giới đến những cái tổ chức uy tín tại Việt Nam để có được những cái nguồn tư liệu và cũng như là công dụng, cũng như là những cái nghiên cứu chuyên sâu về cây chuối để cho ra được cái sản phẩm. Bởi vì nó trực tiếp đi vào cơ thể của người tiêu dùng, cho nên là phải có những cái nguồn cơ sở khoa học tin cậy và uy tín trên thế giới cũng như là tại cơ sở tại Việt Nam để mà mình đem ra thị trường cho người tiêu dùng. Và nhắc đến khởi nghiệp thì là một cái vấn đề mấu chốt rất là quan trọng đối Thục Anh, đó là cái gì? Đó chính là vấn đề về tài chính, đúng không ạ? À đúng rồi. Đối với vấn đề tài chính thì Thục Anh cũng rất là thắc mắc cái Sang là không biết mình đã dự trù như thế nào với cái việc mà khởi nghiệp này và những cái kinh phí cho từng hạng mục. Cái sản phẩm của mình may mắn được đi thi cuộc thi khoa học sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh Bình Phước lần thứ nhất do tỉnh đoàn và Sở Khoa học Công nghệ tổ chức. Thì trong đó mình có cái phần là dự trù về kinh phí cũng như là kế hoạch phát triển. Mình đã ghi rất là rõ dự trù kinh phí để có được cái sản phẩm ra tốt nhất là nằm ở khoảng 200 triệu. Mình đầu tư về các mảng như là khoa học công nghệ, đó là như là một số loại máy làm máy cắt nhuyễn, máy sấy lạnh. Thì đó, và cái nguồn nhân lực của mình cũng như là một cái cơ sở cơ bản để đáp ứng được cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Hôm nay thì Hưng Cát và Thục Anh đến đây với một cái sứ mệnh
Chúng tôi đến từ khởi nghiệp cùng Hoài Sơn, là doanh nghiệp thì người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề đó là cái tiềm năng của sản phẩm. Vậy thì bạn làm sao để có thể thuyết phục được nhà đầu tư của chúng ta đối với cái dự án trà lá chuối rất là đặc sắc của mình nè? Thì em rất là đam mê về cái nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Bởi vì ở cái thế kỷ 21 á, thì con người ta sẽ tập trung phát triển kinh tế ở hai mảng, đó là sức khỏe, sắc đẹp và ẩm thực. Thì em đang tập trung vào những cái lợi thế của thế kỷ này. Và thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là cái nguồn nguyên liệu của mình, cái sản phẩm này, cái nguồn nguyên liệu thô của nó, tức là cây chuối. Bình Phước không phải là thủ phủ của cây chuối, nhưng mà đơn giản là Thục Anh và anh Hưng Cát đi đâu cũng có thể thấy được cây chuối. Và khi mà tụi em lấy được cái nguồn nguyên liệu thô đó về á, thì tụi em rất là dễ dàng để, tức là tụi em nắm bắt được đầu vào và cũng như là cái đầu ra tụi em kiểm soát được, cũng như là tận dụng cái nguồn đất ở nhà của em để em trồng cái mô hình chuối hữu cơ cũng như là một số loại thảo mộc mà các anh chị thấy ở đây. Thế mạnh của em là về marketing và thị trường, thì đó là những cái cơ bản để cho thuyết phục nhà đầu tư để đầu tư và đồng hành cùng em. Bản thân Thục Anh là một khách hàng nữ rất là quan tâm về sức khỏe, mặc dù cũng chưa tới cái độ tuổi mà khoảng 30 tuổi như mà bạn Sang nói. Nhưng mà Thục Anh cảm thấy đây là một sản phẩm rất là hay, bởi vì ngoài cái lựa chọn là uống trà bằng từ chè này hoặc lá trà ra, thì lá chuối là một sản phẩm rất là sạch. Anh Hưng Cát, bây giờ chúng ta rất là quan tâm đến vấn đề sạch đúng không ạ? Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà tất cả những nguyên liệu ở đây đều rất là hữu cơ, rất là tự nhiên, thậm chí là nó mang tính chất nhà trồng cũng được nữa. Nên mình cảm rất là yên tâm. Nên Thục Anh cảm thấy đây là một sản phẩm rất là tiềm năng và có thể phát triển được xa trong tương lai và thay thế, hoặc là thậm chí là mình cạnh tranh được với những cái sản phẩm trà thảo mộc đang có trên thị trường ngày nay. Như vậy thì dự án của hai bạn đã được một vote rất ý nghĩa từ bạn Thục Anh ha. Chương trình khởi nghiệp cùng Hoài Sơn thì sẽ do đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoài Sơn sẽ là đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ xem liệu rằng tất cả những gì mà hai bạn chia sẻ nãy giờ có thuyết phục được nhà đầu tư hay không. Thì đó là tất cả những gì mà ekip thực hiện chương trình chúng tôi mong đợi. Rất là mong muốn tất cả các dự án khi mà gửi về cho khởi nghiệp cùng Hoài Sơn đều nhận được cái sự đánh giá cao của đơn vị đồng hành. Và chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi. Trong khi mà chờ đợi nhà đầu tư có quyết định gật đầu hay lắc đầu, thì chúc cho hai bạn sẽ vững niềm tin ha. Vững niềm tin nè, và cố gắng làm tất cả những gì có thể để có thể chứng minh được cái dự án của các bạn là khả thi và sẽ sớm được rót vốn đầu tư. Chúc Sang thành công nha. Là người con của quê hương Bình Phước, anh Nguyễn Tấn Sang mong muốn đưa sức trẻ, những gì đã được học tập và trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm cống hiến cho quê hương. Hơn hết, anh Sang rất yêu nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Sự tìm kiếm bấy lâu đã đưa anh có duyên với cây chuối. Anh muốn tạo ra giá trị cho nơi mình đang sống. Đây cũng là tiền đề làm động lực rất lớn khi áp dụng vào thực tiễn. Anh muốn trồng chuối ở các vùng xa, vùng đồng bào bà con dân tộc thiểu số, vì sản phẩm mang đến sẽ tạo ra việc làm cho bà con địa phương. Với tinh thần và quyết tâm thực hiện đến cùng để được cống hiến và phát triển nhiều hơn cho quê hương Bình Phước, chương trình khởi nghiệp cùng Hoài Sơn mong muốn kết nối những nhà kinh doanh có cùng chung sứ mệnh, cùng khát khao mang lại những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Cuối cùng, rất mong được sự tài trợ cho dự án trà lá chuối, trà túi lọc và các sản phẩm từ cây chuối hữu cơ của anh Nguyễn Tấn Sang được phát triển hơn trên quê hương Bình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung. Tọa lạc tại địa chỉ 89 Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoài Sơn được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng vào năm 2016. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoài Sơn hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh môi giới, tư vấn bất động sản và xây dựng công trình nhà ở. Sau 6 năm đi vào hoạt động, công ty một thành viên xây dựng Hoài Sơn là chủ đầu tư các dự án lớn như The Happy Home, thành phố Đồng Xoài, Hạnh Phúc 1, thành phố Đồng Xoài, đồng thời phát triển và phân phối các dự án như The Gold City, thành phố Đồng Xoài, khu đô thị An Lộc, Bình Long, khu dân cư Nam Phong, thành phố Đồng Xoài, khu dân cư Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Hiện công ty một thành viên xây dựng Hoài Sơn có tổng vốn điều lệ lên đến 190 tỷ đồng.
tương lai công ty sẽ phát triển đa ngành nghề, tập trung các dự án khu đô thị và sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp có vùng nhiên liệu tại Bình Phước, gắn trách nhiệm với cộng đồng. Công ty mong muốn được đồng hành, hỗ trợ và kết nối nguồn lực cùng các bạn trẻ khởi nghiệp bền vững. Thông điệp lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp, chia sẻ bài học kinh doanh, tiếp sức và nâng bước cho các bạn trẻ khởi nghiệp tại Bình Phước. Chương trình Khởi nghiệp cùng Hoài Sơn hy vọng sẽ là cầu nối để các đơn vị tài trợ có thể nâng bước và đồng hành với ước mơ khởi nghiệp của các bạn trẻ tỉnh Bình Phước và biến chúng trở thành hiện thực. Vâng, và các start-up của tỉnh Bình Phước chúng ta thân mến ơi, nếu các bạn ấp ủ những cái dự án có thể trở thành hiện thực như là Thục Anh vừa chia sẻ ha, các bạn gửi thông tin về cho chương trình trên rất là nhiều những kênh thông tin, xin được thông tin nhanh. Các bạn có thể gọi điện thoại về cho chương trình qua số điện thoại là 0918 533 556, 0971 992 397. Các startup có thể gửi hồ sơ tham gia trực tiếp với chương trình tại văn phòng câu lạc bộ khởi nghiệp của tỉnh Bình Phước, hoặc là câu lạc bộ khởi nghiệp, hoặc là các văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các bạn cũng có thể gửi trực tiếp hồ sơ của mình về văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoài Sơn, đơn vị hỗ trợ thực hiện chương trình. Gửi thư và hồ sơ về cho chương trình qua địa chỉ email đó là khởi nghiệp cùng Hoài Sơn @gmail.com các bạn nhé. Anh Hưng Cát ơi, trước khi mà chúng ta nói lời chào tạm biệt với quý khán thính giả thì Thục Anh và anh Hưng Cát xin nhắc tới quý vị một điều rằng là hãy đón xem kỳ thứ hai của chương trình sẽ được phát sóng vào 10 giờ thứ bảy ngày 23 tháng 7 nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.